bắt đầu đi đến phần đoạn tiếp theo, lại đến một số cây to rồi các bác ạ. Rất nhiều cây to, khế này, dưa chua này, nguyệt quế, trứng gà lê kim ma, vú sữa và hoa giấy. Đấy, còn một loạt mai chú vỉ đây. Đây có lẽ là nhà vườn Việt Nam. Đấy, và số các cây rất là nghệ thuật như cây phila là kia. Đấy, bên kia rất nhiều. Nói chung là phải đi hàng ngày trời mới hết được. Thì phép quay phim tí bác chủ nhá. Mình đến từ đâu đấy ạ? À, quận Thủ Đức ạ. Dạ. Xin phép quay một số video chia sẻ với mọi người để ra biết. Tiếng mai chú thủy rất đẹp. Mai chú thủy và khế gân. Để hỏi bác kỹ hơn về một số cây này các bác nhá. Bác chủ cho hỏi là một cây mai như này bao tiền ạ? Đây, bộ ba này. Rành nữa mình đi trong hộ. À, trung hộ à? Bộ ba này đẹp quá. Nó cũng như cỡ tầm khoảng 500 triệu một cây đấy. Vừa già vừa hoàn thiện rồi, hoa thơm. Rất quái. Đấy. U sần ra góc. Đấy, một cây mai chú thủy. Có lẽ là lá lớn. Đây là cây nữa. Láng rất đại thụ. Láng đại thụ. Song thụ đây. Song thụ. U sần gia cốc. Hoa thơm. Con này thì có lẽ là con giá trị nhất. Mọi thứ của nó đều rất là giá trị, từ chân bệ, tay cành cho đến dáng thế. Cây mang hơi hướng cổ nhưng mà cực kỳ giá trị. Hơi hướng cổ. Đây các bác, khu vực này là khu vực của chùm về mai chú thủy. Quá to. Đây, u sần ra cốc. Từ giờ bệ rễ cho đến ngọn đều u sần ra cốc hết. Đấy. Giờ sẽ đi xem một số cây nhỏ nhỏ hơn. Cây này rất phù hợp, khá là phù hợp để chơi. Không gặp bác chủ đâu để hỏi giá, chỉ có người trông thôi. Thế đó tôi sẽ quay cái số điện thoại bên ngoài để alo. Cây này là cây gì rất to mà không rõ là cây gì. Thế gần này. Cây nguyệt quế cũng rất là giá trị đấy. Trời nó sắp tối rồi các bác. Quay là bắt đầu khó khăn rồi. Cây nguyệt quế rất nhiều hoa này. Đấy. Rất đẹp. Rất chùm xuôi. Khế gần. Khế gần Việt Nam.
không gặp bác chủ đâu để hỏi một số giá một số cây mai. Đây, cây mai rất chất lượng. Cốt chậu cũ đây. Miền Nam, đất miền Nam này. Toàn chấu, sơ dừa thế đây, rất xốp, rất phù hợp. Cây mai chú quỷ rất tốt. Rất đẹp, rất giá trị. Chỉ có người trông chẳng có chủ để hỏi quá. Thì nữa sẽ cố gắng tìm lại cái số của bác chủ để alo. Một đôi phi lao này cũng rất là giá trị, rất kỹ rồi. Đây con phi lao này thân vặn xoắn, thân vặn xoắn như các bác bắt khô quần áo bằng tay này. Vẫn vặn xoắn như thế là rất tốt. Very good. Lên đây chết chưa? Rất đẹp. Tiếc là trời đã tối, có lẽ phải để mai nó quay được nhiều hơn. Hôm nay sẽ quay một số cây ở đây. Đến khi nào tối thì thôi các bác, khi nào tối không quẹt nữa thì thôi. Thì là hai cây phi lao thác đổ rất là đẹp. Đây, mặt này bác nhìn sẽ dễ hơn. Từ xa xa chút. Tối mất rồi. Đây. Chân này. Một con thì tay tán rất đẹp, một con thân vặn xoắn như vắt vải. Đấy, như vắt nước đó. Toàn thân nó nhiều đều như vắt nước hết. Đấy. Chào anh ơi. Khách xem dần thăng. Nhiều khế gân với lại mai chú thủy quá. Xương cá. Phi lao lúa. Nguyệt quế tông cao rất đẹp. Cây nguyệt quế rất đẹp, tôi thích cây này rất đẹp ấy. Nhưng mà phải có không gian mới chơi được nguyệt quế. Nguyệt quế rất đẹp. Đây. Song thụ, nguyệt quế song thụ rất đẹp. Bên này thì xem có gì, hôm nay thì lại ra vườn miền Bắc rồi. Xanh xi rồi. Cây to rồi. Xin phép xong xem một số cây nhà mình các bác nhé. Cây nguyệt quế này là bao nhiêu tiền đấy? 25 triệu. Đẹp quá. Đẹp nhỉ. Quần thụ. Quần phụ đẹp quá.
rất xuôi xuôi. Đang có hoa, đang rất nhiều hoa. Đấy. Xe biển cưới rất đẹp. Biển cưới dáng quần phụ 25 triệu. Xi cổ, xanh cổ, xanh cổ. Nam biển cổ. Ngọc bốt, ngọc anh này. Rành rành đang hoa đúng không? Ờ, anh à. Ra. Đây này sẽ chết từ cái cảnh đấy rồi. Hôm nay bắt đầu mới xem cái gì anh đây đá hôm trước đấy. Đá. Cái cành buông xuống và có một cái nó đạo mình chết rồi.